Rồi chào các bạn ạ, hôm nay là sáng thứ tư, ngày 21 tháng 2. Ngồi kia có một cái đoàn đám ma. Đám ma này là người ta về trông ở Quảng Nam rồi. Để sáng nay cập nhật gửi đến với các bạn một vài thông tin ạ. Ngày hôm qua thị trường của chúng ta tiền vào khoảng 21.000 tỷ đó, ít hơn ngày hôm thứ hai. Nước ngoài đầu phiên bán rất là mạnh, nhưng mà buổi chiều người ta mua vào, cách phiên người ta mua 123 tỷ. Một cái điểm trừ là tự doanh thời gian gần đây người ta bán rất là mạnh các bạn. Ngày hôm qua người ta bán 400 tỷ đó. Tính những cái phiên trước Tết và những cái phiên sau Tết này là người ta đã bán 1.800 tỷ rồi. Một số tiền rất là lớn các bạn. Đây là một động thái mà chúng ta cũng phải hết sức lưu ý. Thời gian gần đây mình để ý, mình thấy các cổ phiếu ngân hàng đợt vừa rồi nó tăng mạnh á, thì bây giờ tự doanh và khối ngoại người ta bán ra rất là mạnh, chứng tỏ là họ đã chốt lời rồi. Ngày hôm qua và ngày hôm nay cổ phiếu họ Vinh tăng rất là mạnh sau khi có những cái thông tin tích cực. Thì phần đa là anh em cũng không có mua được nhiều. Còn các cổ phiếu midcap thì cơ bản nó vẫn đi ngang, thậm chí là giảm nè. Còn về tình hình thế giới thì ngày hôm qua thị trường Mỹ đã giao dịch trở lại, cơ bản là có sự điều chỉnh. Còn châu Âu và châu Á mình thì có tăng có giảm. Mức tăng mức giảm cũng ít thôi, cũng không có gì nghiêm trọng hết. Tình hình chung là như vậy. Cập nhật thêm với các bạn, giá vàng thì giao dịch quanh cái mốc 2035 đô. Giá dầu thì khoảng 82 đô. Còn đồng Bitcoin là khoảng 52.000, hơn 52.000 cho một Bitcoin. Cập nhật sơ gửi đến với các bạn vài thông tin về thị trường trong nước và thế giới là như vậy. Cũng không có gì biến động quá lớn. Tuy nhiên thị trường của chúng ta hiện bây giờ nó đã gần đến cái vùng đỉnh 1.250 điểm đó. Đến cái vùng này có khả năng là rung lắc khá là mạnh đó. Bởi vì sao mà ngày hôm nay đã có hiện tượng dòng tiền nó đã suy yếu rồi. Tuần này và tuần sau thì phải hết sức lưu ý. Nếu như xuất hiện những cái cây mà bán mạnh thì cũng phải tìm đường rút ra khỏi thị trường, chờ cho nó yên ổn thì vào lại. Chứ còn mình thấy khối ngoại và tự doanh người ta kéo cổ trụ, nhưng mà người ta xả các cổ phiếu ngân hàng và một số cổ phiếu trước đây đã tăng tốt rồi thì có dấu hiệu người ta xả rất là mạnh. Cập nhật gửi thêm với các bạn một thông tin chính của chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm qua ngành ngân hàng đã tổ chức một cái buổi hội nghị liên quan đến tín dụng dưới sự chủ trì của thống đốc ngân hàng và phó thống đốc Đào Minh Tú. Nội dung thì nhiều lắm, các bạn có thể vào xem. Có một vài thông tin cập nhật gửi đến với các bạn như thế này. Thông tin chính đó, ngành ngân hàng đã cho biết là tăng trưởng tín dụng tháng 1 của chúng ta là -0.6%. Nguyên nhân vì sao thì phó thống đốc ngân hàng nhà nước trình bày là do có quy luật. Thông thường ra đầu năm thì nhu cầu xã hội nó không có cao, cho nên là tín dụng không có tăng mạnh. Thứ hai nữa là xuất phát từ khó khăn chung của nền kinh tế. Thứ ba nữa là cái nhu cầu vay tiêu dùng của chúng ta nó còn rất là thấp. Do khó khăn chung của nền kinh tế.
doanh nghiệp cũng chưa có nhu cầu vay vốn từ đầu năm. Còn đối với người dân thì họ còn khó khăn về thu nhập, cho nên là họ cũng chưa có mạnh tay vay tiêu dùng. Về phía ngân hàng, họ cho biết rằng năm nay mở rộng tín dụng, cố gắng giảm lãi suất huy động, và đồng thời cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại là giảm lãi suất cho vay. Về hạ lãi suất tiền gửi thì ông nói rằng cũng không thể hạ nữa, rất là khó, tại vì nó còn liên quan đến một số cái chỉ tiêu chung của nền kinh tế nữa, đặc biệt là liên quan đến tỷ giá. Nếu như hạ thấp quá thì tỷ giá Việt Nam đồng và đồng đô la nó sẽ cao lên, nó ảnh hưởng đến cái chung nè, đó, ảnh hưởng đến xuất nhập khẩu. Còn đối với nguồn vốn thì ưu tiên tập trung vào các doanh nghiệp mà có khả năng tạo ra lợi nhuận, hồi phục những doanh nghiệp có khả năng tạo ra công ăn việc làm, có khả năng bán được sản phẩm. Chứ còn ngân hàng nó rất rõ ràng là không có đưa dòng vốn vào những doanh nghiệp chết. Ngân hàng hiện bây giờ đang có một số tiền rất là lớn, đang tìm khách hàng tốt để cho vay, không có cho vay bất chấp, đó, ý là như vậy. Còn đối với tín dụng lĩnh vực bất động sản, về phía ngân hàng nhà nước họ khẳng định lại một lần nữa là ngân hàng nhà nước không chỉ đạo siết chặt tín dụng đối với cho vay bất động sản. Tuy nhiên, lần này dòng vốn sẽ không có chảy vào những cái nơi mang tính chất đầu cơ. Cũng cho vay bất động sản nhưng mà chỉ dành cho mục đích thương mại và những dự án có khả năng tạo ra lợi nhuận, những dự án có đầy đủ cơ sở pháp lý. Còn dòng tiền đầu cơ thì họ vẫn hạn chế rất là nhiều. Năm nay mục tiêu tăng trưởng tín dụng của chúng ta là 15%. Đạt hay không thì chúng ta phải chờ cuối năm mới biết. Năm vừa rồi gần đạt chỉ tiêu, nhưng mà nó chỉ rơi vào cái tháng 12 mình thấy tăng rất là mạnh. Không biết là cái tháng 12 đó là tăng thực hay là chỉ là chạy chỉ tiêu thôi. Điều mà chúng ta mong muốn là cái dòng tiền đó nó phải thực sự nó chảy vào nền kinh tế, chứ không phải là đối phó. Tăng trưởng tín dụng là một trong những cái tiêu chí mà chúng ta phải quan sát đó, để xem là nền kinh tế của chúng ta nó hồi phục như thế nào và thị trường bất động sản nó hồi phục ra sao. Rất là quan trọng đó các bạn. Tại vì tín dụng không ra được thì không có anh nào làm ăn gì được trơn á. Trái phiếu thì đang mắc kẹt rồi, phát hành đâu được bao nhiêu đâu. Tới hạn thì gia hạn thêm vài năm nữa, tiền đâu nữa. Bây giờ là phải trông chờ vào tín dụng ngân hàng. Mà tăng trưởng tín dụng ngân hàng không cao có nghĩa là nền kinh tế của chúng ta có vấn đề. Người dân không vay có nghĩa là người dân cũng không có mua bán, không có đầu tư, cũng không có chi tiêu. Không chi tiêu có nghĩa là không tạo ra sức cầu. Không tạo ra sức cầu là từ những hàng hóa chúng ta tiêu dùng hàng ngày, hoặc là những cái sản phẩm cao cấp hơn, ví dụ như là bất động sản đồ cũng rất là khó. Đó. Thì ngày hôm nay cập nhật gửi với các bạn một vài thông tin như vậy, đặc biệt là thông tin về tăng trưởng tín dụng. Tháng đầu tiên mở hàng ra là chúng ta bị âm. Chúng ta tiếp tục theo dõi tháng 2, tháng 3. Tháng 2, tháng 3 mà nó tăng trưởng tốt trở lại thì xem như là vấn đề là ổn, không có vấn đề gì lớn. Rồi có thêm một cái thông tin nữa để cập nhật gửi thêm với các bạn là về gia hạn thông tư 02. Thông tư 02 là liên quan đến hoãn nợ và giãn nợ đó.
thì về phía ngân hàng họ nói rằng đã có chủ trương giãn nợ rồi, nhưng mà đang phân vân và xem xét là nên giãn 6 tháng hay là 12 tháng. Thông tư 02 là hết hiệu lực từ ngày 30 tháng 6. Có khả năng là gia hạn 6 tháng hoặc là 12 tháng gì đó, cũng đang bàn. Thì về phía ngân hàng họ nói rằng cái này cũng phải hết sức cân nhắc. Tại vì làm không đúng, làm không khách quan mà làm không khéo là có khi những khó khăn của doanh nghiệp lại chuyển sang khó khăn của ngành ngân hàng. Khó khăn của ngành ngân hàng rõ ràng là nhà nước ưu tiên hơn. Anh doanh nghiệp bể anh cứu thì không sao cả, nhưng mà anh ngân hàng anh bể là nó mang tính chất di chuyển, nó mang tính chất vĩ mô nhiều hơn. Vì vậy mà nhà nước cũng phải hết sức cân nhắc. Điều này mình thấy cũng dễ hiểu thôi. Rồi, có một vài thông tin cập nhật gửi đến với các bạn như vậy thôi. Bye chào các bạn ạ.